Yến thật Yến giả, giả giả thật thật, thật thật giả giả. Chẳng biết đâu một lần cả. Hôm nay anh xem Tùng có việc gì mà thật thật giả giả nhỉ? Chị Trang ạ, à, Tùng đang chán quá. Bài toán mà nghĩ mãi không ra một cách lựa chọn yến xào uy tín và chất lượng chị Thu Trang ạ. Trên thị trường hiện tại thì yến xào vàng thau rất là quá nhiều. Đấy, Tùng đang mong muốn tìm loại yến xào chất lượng, uy tín, hảo hạng nhất để có thể là biếu tặng người thân, gia đình để cùng mời bạn bè cùng thưởng thức. Vì là không gì tặng nhau sức khỏe, đúng không chị? Dạ vâng, rất là chính xác ạ. Tưởng chuyện gì khó chứ còn chọn yến xào như thế nào thì ngày hôm nay Thu Trang sẽ giới thiệu cho anh Sơn Tùng cũng như là quý vị khán giả về một sản phẩm rất là tuyệt vời ngay đây ạ. Đây, anh có thể thử xem này. Wow, một sản phẩm rất đẹp và tinh tế, sang trọng và đầy ý nghĩa. Chị có thể bật mí thêm cho Tùng và quý vị khán giả có thể hiểu hơn về sản phẩm này được không? Vâng, chắc chắn rồi. Để hiểu hơn về sản phẩm này có gì đặc biệt và không thể thiếu trong giỏ quà Tết của mỗi gia đình thì xin mời anh cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Yến xào Thiên Triều là sản phẩm truyền thống được sản xuất trên công nghệ hiện đại kết hợp với bí quyết gia truyền cùng với nguồn nguyên liệu là yến tổ được khai thác từ vùng Khánh Hòa, Phú Yên có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất. Yến xào Thiên Triều có tiêu chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào, được nhập khẩu từ các nước như Đức, Hà Lan, Anh Quốc đã cho ra đời những hũ yến mang thương hiệu Yến xào Thiên Triều, chất lượng nhất, bổ dưỡng nhất với người tiêu dùng. Ngoài những tiêu chuẩn đã được Bộ Y tế và Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Chính phủ Việt Nam cấp phép lưu hành, Yến xào Thiên Triều còn đạt chứng nhận FDA của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ và đạt tiêu chuẩn quốc tế HALA. Đây chính là minh chứng về độ an toàn và uy tín của thương hiệu Yến xào Thiên Triều đạt chuẩn quốc tế và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai. Với các dòng yến xào dành cho mọi lứa tuổi như trẻ em, phụ nữ, người già, người bệnh cần bồi bổ sức khỏe như yến kít, yến collagen, yến gold, yến không đường và yến đông trùng hạ thảo. Bên cạnh đó, nhà máy còn cung cấp các tổ yến nguyên chất như yến tổ tinh chế, yến tổ rút lông, đặc biệt cao cấp, phù hợp với mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Wow, yến xào Thiên Triều, nghe tên đã thấy hay rồi, biết là hương vị như thế nào nhỉ? Vâng ạ, để biết được hương vị như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cũng như anh Sơn Tùng chúng ta sẽ cùng thử ngay món yến này nhé. Chắc để Tùng mở hộ Trang nhé. Dạ vâng ạ. Đây, xin mời Trang thưởng thức và chia sẻ với quý vị khán giả cảm nhận của mình. Trang thấy sao? Rất là tuyệt vời anh Sơn Tùng ạ. Quý vị ơi, có rất là nhiều sợi yến ở đây này và hương vị thì rất là tự nhiên, rất là thơm ngon và sợi yến ạ chỉ tự tan mà không cần phải nhai luôn. Theo như Thu Trang tìm hiểu rất kỹ về thương hiệu yến xào Thiên Triều này thì tất cả các tiêu chí về chất lượng đều được công bố chi tiết trên từng đơn vị đóng gói nhỏ nhất của sản phẩm. Với tỷ lệ phần trăm yến là luôn đi kèm với bảng giá trị dinh dưỡng được in trên từng hũ yến nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là dưỡng chất có trong từng sản phẩm ạ. Cảm ơn quý vị, với giá cả phải chăng cũng như hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, chất lượng an toàn, bao bì được thiết kế và đóng gói sang trọng, các dòng sản phẩm yến xào Thiên Triều chắc chắn sẽ là một thức quà Tết vô cùng ý nghĩa và đặc biệt nhân dịp Tết sắp đến gần rồi thưa quý vị. Dạ vâng thưa quý vị, và hiện tại thì sản phẩm yến xào Thiên Triều đã được phân phối đến hệ thống các siêu thị và cửa hàng bách hóa lớn trên toàn quốc. Chính vì thế để mua được sản phẩm này thì quý vị có thể đến các showroom gần nhất hoặc đặt mua trực tiếp trên website yến xào thiên triều.com và trên các sàn thương mại điện tử có đăng ký môn như là Shopee, Lazada, Tiki hoặc gọi đến số hotline miền Nam là 094-602-6679 hoặc miền Bắc là 096-139-2689 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng quý vị nhé. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng là các thông tin vừa rồi mà Sơn Tùng và Thu Trang mang đến cho quý vị giúp cho quý vị có thêm những sự gợi ý, những lựa chọn để mua sắm trong dịp Tết đến xuân về thưa quý vị. Và có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ. Vâng, tôi dược sĩ Hút Hiện, tôi đại diện cho nhà máy Sức Khỏe Vàng, thương hiệu nước yến xào Thiên Triều. Tôi xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất tới tất cả người tiêu dùng, quý đối tác, quý khách hàng, quý nhà phân phối đã tin tưởng vào chất lượng sản phẩm nước yến xào Thiên Triều của nhà máy Sức Khỏe Vàng chúng tôi. Và nhân dịp cuối năm, tôi xin gửi lời chúc Tết, chúc tất cả các quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và luôn mạnh khỏe, thành công. Tôi xin trân trọng cảm ơn.